Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các anh chị, tất cả các quý vị về là một cái ngày tốt trong cái tháng 9 năm 2021 âm lịch để cho chúng ta có thể động thổ và xây nhà các quý vị. Mời tất cả các anh chị, tất cả các quý vị cùng theo dõi nha. Thì cái việc mà xem về cái ngày động thổ thì chúng ta cần nên tránh những cái ngày như là tam nương, ngày nghiệt kỵ, ngày nghiệt hình, ngày nghiệt ếm, ngày nghiệt xét, ngày nghiệt kiên triển xét, ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày quản vong, ngày trực phá, ngày trực kiên, ngày trực bình, ngày trực thâu, ngày trực bới, ngày thổ ôn, ngày thổ phủ, ngày thổ cấm, ngày thổ kỵ, ngày đại thời, ngày tứ phới, ngày ngũ mộ, ngày địa nan, rồi ngày thiên địa chuyển xét, ngày thiên địa tránh chuyển, rồi ngày dương công kỵ nhật, ngày thổ công, rồi ngày hoàng đế chết, rồi ngày ngày thổ công chết. Đó là những cái ngày đó chúng ta cần nên tránh. Khi tôi đã tránh hết tất cả những cái ngày hung như thế thì tôi đã soạn được cho tất cả các quý vị sẵn là 2 ngày tốt thật sự để chúng ta có thể động thổ xây nhà, và 1 ngày tốt để chúng ta xây nhà, tức là chúng ta chỉ sửa phần trên thôi, không sửa phần dưới. Đó là ngày 26, là chỉ được xây sửa ở trên, không được động thổ, là ngày 26. Còn cái ngày mùng 9 và ngày 29 là chúng ta có thể động thổ và xây nhà. Các quý vị nào mà đang muốn xây nhà thì các quý vị nên tranh thủ xây vào tháng 9 nha. Tại vì tháng 10 là nó bị phạm tháng cơ khắc, là tháng đối khắc. Cho nên chúng ta không nên xây nhà vào cái tháng 10 trong năm 2021 này nha. Và sau đây tôi sẽ đi phân tích từng ngày cho tất cả các vị dễ biết là cái ngày này vào những khung giờ nào tốt cho những tuổi nào nha. Rồi, mời tất cả các vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nha. Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Mùi, nó thuộc về là hành kim, nó là trực thâu, nó là thứ năm hạn tuần. Nó nhằm ngày 14 tháng 10 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 14 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 9 tháng 9. Ngày này thì nó có hung thần là địa phá, hoang vu, băng tiêu, ngõ hãm, câu giảo hà khôi, chu tước hắc đạo. Ngày này là ngày hắc đạo, thì ngày này nó chỉ nếm giờ là tốt trung bình thôi nha các vị. Nó có nghiệt hình, nghiệt hư và tứ thời cô quả. Tứ thời cô quả là kỵ hôn nhân nha. Còn nó có các thằng là U Quy Tinh và Đại Hồng Sa. Đại Hồng Sa là một kiết tinh lớn đó các vị, có thể hóa giải được những cái hung tinh nhỏ, cho nên chúng ta vẫn dùng được cái ngày hôm nay. Miễn sao chúng ta mà chọn được những khung giờ tốt là có thể dùng được ngày hôm nay. Ngày hôm nay bởi vì nó là ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, người tuổi Tý và người tuổi Sửu. Khung giờ tốt của nó để chúng ta động thổ đó là từ 3 giờ tới 4 giờ 59 phút. Từ đó là giờ Dần, giờ giờ Mão là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút, giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Giờ giờ Tuất là từ 19 giờ tới tới 20 giờ 59 phút. Giờ Tuất là giờ tối rồi, chúng ta không cần phải coi nữa. Đó. Rồi, vậy là chúng ta có hết thảy là 3 cung giờ tốt để chúng ta động thổ, đó là giờ Dần, giờ Mão và giờ Tỵ. Giờ chúng ta bước qua cái ngày tốt trung bình mà để chúng ta có thể xây nhà mà nó kỵ động thổ nha các vị, tại vì nó có thổ ôn cho nên nó kỵ động thổ. À, và nó chỉ tốt cho cái việc xây nhà, tức là mình xây ở trên á, mình đập tường ra mình xây lại á, đó là xây ở trên thôi, không có động thổ thì chúng ta dùng được ngày này. Ngày này là ngày 26 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày năm Tý, nó thuộc về hành mộc, nó là trực mãn, nó là ngày 31 tháng 10, tức là ngày dương lịch là ngày 31 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 9. Bởi vì nó là ngày Tý cho nên nó kỵ người tuổi Tý, người tuổi Ngọ và người tuổi Mùi. Khung giờ tốt của nó là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Chỉ có 2 khung giờ này thôi, các quý vị cứ tranh thủ mà làm nha. Rồi, chúng ta bước qua cái ngày 29 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu.
ngày này á thì nó cũng là dạng tốt vừa thôi, cho nên á nếu mà hạp tuổi với cái ngày hôm nay á thì chúng ta dùng là đại kiết, còn mà không hạp tuổi nhưng mà đừng để là nó xung cái tuổi của mình nha. Nếu mà nó không hạp tuổi cũng không xung tuổi của mình, chúng ta dùng vào ngày này thì sẽ được là tiểu kiết, tức là được là cái tốt ít, tốt trung bình. Ngày này là ngày 29 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Mão, nó thuộc về hành thủy, nó là trực chắc, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 3 tháng 11 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 3 tháng 11 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 9. Bởi vì ngày này là ngày Mão cho nên nó kỵ người tuổi Mão, người tuổi Thìn và người tuổi tuổi Dậu. Cái khung giờ tốt của nó là từ 3 giờ tới 4 giờ 59 phút là giờ dần đó các quý vị. Giờ giờ ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Giờ mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các quý vị. Nếu mà người nào mà là người tuổi Hợi thì hãy dùng ngày này thì với cái giờ giờ mùi là từ 1 giờ trưa đó cho tới 2 cho tới 3 giờ chiều. Đó. Là ngày này là ngày Mão, người tuổi Hợi dùng giờ mùi thì là gọi là Hợi Mão Mùi Tam Hạp là cực kỳ tốt nha các quý vị. Đó. Và nếu mà người tuổi Hợi thì cũng có thể dùng vào giờ dần. Đó. Giờ dần là từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút sáng. Tại vì á, là dần với Hợi là lục hạp và Hợi với Mão là tam hạp. Đó, cho nên là chúng ta dùng vào ngày cho nên á, là chúng ta tuổi Hợi mà dùng vào ngày Mão giờ dần thì chúng ta sẽ được là tam hạp và lục hạp. Cho nên cực kỳ tốt luôn. Đó. Và ngày này cũng là ngày tốt cuối cùng của cái tháng 9 để chúng ta động thổ xây nhà. Cho nên là video hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Hạ Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạ Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra thật nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa, để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.